Tại Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Văn phòng Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng công an cấp cơ sở năm 2024. Tham gia tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn thuộc công an 8 tỉnh thành phố gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản cho công an xã, phường, thị trấn về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, huấn luyện các kỹ năng cơ bản về cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ công an cấp cơ sở, để ứng phó với vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường đời sống sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Lớp tập huấn dự kiến diễn ra trong 7 ngày.